Chào các bạn đến với xưởng loa Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Hôm nay là mùng 6 tháng 5 nha các bạn. Mùng 6 tháng 5. Mình hôm qua là mùng 5 tháng 5, mình được một khách hàng ở tỉnh Hậu Giang. Ở ngay Rạch Ròi tỉnh Hậu Giang gọi mình để nâng cấp một cái lo gia đình ở nhà thành một cái lo kéo để anh cho thuê ha. Đây là trên đường mình đi, đây là ủy ban trung tâm hành chính của huyện Thạnh Hóa ha. Đây mình mới khởi hành đi thôi, giờ là mới 7:30 à. Giao lo với Dương Quá nha. Cầu Mỹ Thuận 2. Thì cầu Mỹ Thuận 2 này từ Vĩnh Long đi về Cần Thơ là chưa có thu phí nha bà con.
61, mình đi về cái hướng cầu Cái Bắc thôi ha. Buổi sáng này ở đây hơi mưa rào ha, nó cũng ướt đường nên mình đây đi nãy là cũng vô sớm này chút nữa là mắc mưa rồi. Xã Thạnh Hòa của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nha các bạn. Đường này là đường 3 tấn, đường nhựa nha. Nãy mình không biết cái đường này mà bên Google cũng nãy cũng chả biết luôn. Tới nơi rồi bà con ơi, chạy nãy giờ cũng là vất vả đó nha. Cục đúng rồi, lấy cái micro với cái van vô rồi, mang lộn dép mà không biết luôn trời, phải không bà chị, bà vui thiệt, bà đi qua giờ không à, mang dép về bà cũng không biết là mình đã mang dép lộn luôn. Chủ nhà phát hiện là mang đôi dép thôi, chút về là đuổi thừa Thanh Cao mang lộn dép nữa. Chị ở lại đây đi, chút hát vài bản hả, về hả, đi về 7 tiếng hả? Chút ở hát thì đi mua, à đó giờ không có mua vé số. Ê, cái lo của ảnh là lo nano mắt nha các bạn. Rồi cái chép đó là chép 450 rồi, chắc ăn rồi. 450 nó hát không có hay. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo ra mình thay nha. Hôm nay mình được về tới Hậu Giang để nâng cấp cái lo cho ông anh, từ một cái lo cũ thành một cái lo sân khấu ha. Đây là lính mình đang tháo ra nha các bạn.
đi luôn ha. Nay đệ tử vui quá, mình có đem theo con vít độ nha các bạn. Phải không đem theo vít độ là không có vít tháo rồi. Tối nhậu cái quên quên sạc pin. Cái hết pin luôn. Đó. Coi vậy chứ đem vít độ theo cũng lợi hại lắm nha. Mở mặt ra coi để cho bà con người ta biết, đặng người ta có con cháu rồi người ta gả luôn cho. Xuống Hậu Giang ở rể cũng được. Ồ, 450 à. Ừ. 450 rồi gửi lên bát coi coi để biết tính ảnh. Bát thì được chứ cũng không mạnh. Bát này. Bát này con 75. Bát này. Bát được anh phải tốn tiền cặp chép à. Chép nó nhỏ quá. Chép nó nhỏ quá nó không có đủ âm thanh. À, thấy vít nhỏ nhỏ vậy mà nó có vỏ ha. Có ạt 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 hơn. Tại vì bữa sư phụ mua cây để sư phụ làm nữa. Hồi đó này lo này anh hát với cái gì? Hát âm ly này hả? Hát được thôi chứ không có mạnh. Không mạnh. Không mạnh tại cái bát anh con tới 75 mà hát âm ly chịu nổi. Đánh nó đánh không ra. Nó không ra bát, bát nó không chắc. Nó rền. Cái lo này đây về đây là làm dịch vụ cho thuê là thầy luôn. Anh thợ hồ luôn hay vậy? Rồi vậy là biết hàng không? Hàng cái khung xe dừa luôn. Mua hai cái bánh xe mà ông Đa nó làm sẵn á. Để vô dừa mấy cái hình em chụp quay lên chắc anh thấy mà. Đó anh đưa để vừa cái lò này cái lôi đường này hết ý luôn. Dạ mà anh gắn mua cái nhíp xe tải á, anh cắt mà hai biết không cho nó cong xuống cái nè, cong xuống nặng nhịp ra mua nhíp xe tải cắt ra làm hai. Đúng rồi, không anh để thẳng lên xe luôn là tới đó mình cũng để anh xem này hát luôn, khỏi đẩy xuống. Tới chỗ từng nào người ta hát xong cái mình bỏ anh xe máy mình lo về. Dạ. Khỏi, anh để lên xe, tụi nó để lên xe luôn. Để xe đúng rồi, để xe luôn. Dạ. Còn chừng nào mà lên mình khiêng bỏ lên. Đi nhà tao mới mấy yên này thì mình làm con sùng che kín cái đó được. Dạ. Đây lại luôn. Dạ dạ. Ở đây thì có hai người. Dạ thì cũng có người làm dịch vụ cho thuê rồi ha. Dạ mạnh hơn, công sức nó lớn hơn. Dạ này cái súp đánh mạnh lắm. Dạ, hên cũng hên cái bát anh là bát cũng tương đối tốt á. Bát này là tiếng ca nó bát cạn là tiếng ca ra hay lắm, tiếng ca nó sáng. Rồi dặn cái họng chép mình ra luôn đi, lật ngang cái anh phụ nó lật ngang đi. Đệ tử mình đang rác cái bát của khách vô nha. Thì các anh chị mà có đồ cũ ở nhà vậy á, mình rác vô để đỡ tốn được chi phí ha. Mà cái nào chạy ok thì mình sẽ gắn vô để cho tốn chi phí cho các anh chị. Đó. Làm vậy để cho mình giảm được chi phí của mình. Chứ lo mình còn xài được mà mình mua mới thì nó uổng mấy cái lo cũ lại ha. Thì đây. Còn đây là cái cũ lo chép của khách hàng của mình. Ông anh mình xài cái lo này là lo chợ, sử dụng cũ chép 450 chép thường. Thì mình cũng có tư vấn qua để cho ông anh xài cái cặp chép 850.
hàng cao cấp này ha, để cho âm thanh nó hay hơn, tiếng ca nó sáng hơn. Thì chủ yếu cái tiếng ca của mình á là nó chủ yếu là ra cái ngã loa chép, để mình tư vấn đổ qua cái chép này xài cho nó hay ha, cho nó sáng. Thì âm thanh mình nó hay thì người ta sẽ thuê nhiều. Đây là dương quá nha các bạn. Này là đệ tử ruột của mình, làm cho mình nay là cũng 10 năm ha. Đặc biệt là giỏi giang nhưng mà chưa có ghệ. Chưa có ghệ. Bà con nào mà có cháu hay gì gả cho lính mình cũng được, hoặc là cho nó ở rể về sống cũng được. Hết pin nữa hay gì? Chủ nhà có đồ nghề luôn nha các bạn. Bắn tẹt tẹt luôn ha. Chủ nhà là thợ hồ nha. Phải là ổng là thợ mộc là ổng đóng được cái vỏ lo này luôn rồi. Thợ mộc là ổng đóng vỏ lo luôn rồi, là Thanh Cao khỏi đem vỏ lo xuống luôn á. Thì bà con nào mà có nhu cầu về mua vỏ lo, mua linh kiện ráp lo các cái là mình có đủ hết ha. Gần xong rồi, chuẩn bị hát rồi anh ơi. Mình có đủ hết để phục vụ cho bà con. Mua men nè, mua micro nè, mua van số, mua kép, các cái là mình có hết ha. Đó, nhà ly nước á. Thùng này giá nhiêu? 29 triệu. Hả? 29 triệu. Đàn ca tài tử luôn hả? Ông anh là cũng là một cái tay văn nghệ ở Phụng Hiệp, Hậu Giang các bạn. Có cái đờn luôn nha. Đờn này là đờn cổ, đờn ca tài tử. Con dây kia đâu? Dây kia con gánh thử rồi. Gánh thử hả? Dây kia còn được mà. Đúng rồi, tệ bánh đấy dây. Cái cát, cát. Qua đó mình gánh vô ghè ghè hôm kia. Nó rè nó bị đứt mát hả? Ừ, cái này cứ dạ, bị đứt mát rồi. Đem đi ba cộng đó. Nó hồi vậy. Có đem ốc không? Rồi, tới đây là mình đã ráp xong cái lo hoàn thiện nha các bạn. Đệ tử mình là dương quá là đang bắn ốc mấy cái van số cục đẩy đồ vô ha. Thì tiếp tục như mỗi ngày nha các bạn. Thì làm lo xong rồi khách hàng cũng tân phải làm vài lon để cho nó ấm lòng ha. Anh ghi đờn vô đời nha các bạn. Quá hay, quá hay. À, quá hay. Đợi thử câu đi. Câu bài gì á?
quá dữ. Được được. Được hồi mở ra trên căn bản đây. Dạ. Nghe tiếng hát bằng điện thoại ha. Ừ. Rồi. Rồi. Ok. Nãy cần vô giờ tiếng không? Anh năm nay tôi nghe tiếng ca anh còn được không ha? Đúng rồi, còn bé không ha? Ừ, năm nay mới có 65 à. 65 tuổi ha. Tôi mời đại ca ăn ly. Giờ nhạc về chưa? Hả? Nhạc về chưa? Nhạc về chưa? Đặng em cho anh hát luôn. Anh ca cổ không à? Ca cổ thì mở cổ lên cho anh hát. Rồi nhạc về đâu được rồi phải không? Ừ, nhạc về có ly đó. Rồi rồi, ok. Nhạc về rồi. Nhạc về. Cái nhạc anh làm. Tôi không phải không anh? Không, yêu nhau không bao
giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh đâu mắt mày chồng. Mà giờ đây ai đã muốn mạng rồi, anh có còn nghe đó, đi qua tôi về tới hồ
chiều nào mà dừng chân nơi mất lại thì chính bài dành lại cũng dây hoài niệm ca đăng đăng. Lúc bà đã hờ mình đi trong cuộc trong cuộc.